Mới mua được bịch chè, tao nói nó ngon quá, về nhà ăn mới được. Có bịch chè ơi, tới nhà ơi. Ủa, không, bịch chè nó nguội dữ ta. Phải kiếm cách làm được. Mình có cái quạt mo nè. Bây giờ mình sẽ lấy dây chuối, mình cột lên, mình quạt. Vậy bịch chè nó sẽ mát, mình ăn vô một cái là cơ thể mình cũng mát luôn. Mình không bánh quá. Ủa, cái này lấy ra không ấy, mình kéo này chứ chạy. Thôi, Dũng đi, lấy này được rồi. Thôi, cột vô thôi. Mình á là mình quẹt mạnh lắm, mình phải cột chắc chắc cho mới được. Mình mà cột lỏng lỏng nghe là mình quẹt tay luôn, mình chè là nhỉnh đối luôn á. Rồi, cái này là được luôn á. Dẹp cặp. Nâng lên. Ôi. Rồi. Xong rồi. Quẹt. Trời ơi, chè thơm. À, thơm quá. Ai ốt đi mà. Được. À, thơm quá. Không được. Thôi phải quẹt cho nó mát mới được. Thơm quá. Đi trời, ngủ hoài. À, bịch chè thơm quá. Phải làm gì vậy? Nói cho anh Sáu nghe nè, em á, mua chè về thấy nó nguội quá nên em quẹt nè. Em quẹt vậy cho nó mát, xong em ăn vô nó mới mát người luôn á. Trời, mày sáng tạo dữ vậy luôn hả? Trời, công nhận mày sợ, tao sợ cái sự sáng tạo của mày quá hả ơi. Mà chè đâu mà ngon vậy? Chè mua ngoài chợ chứ đâu sao? Ủa, tiền đâu mày mua vậy Ngốc? Tiền em sáng giờ em đi chân bò mới có tiền này, bịch này có một bịch là 5.000 bịch đó. Ồ vậy hả? Đúng rồi. Nhìn thấy ngon quá nha. Thôi quá. Hay là cho tao ăn với Ngáo đi. Thôi sao ơi, công sức em sáng giờ đi chăn bò em mới được có 10.000, em mua bịch này 5.000 rồi. Cho anh Sáu đâu. Bịch này em cực khổ lắm mới có. Khổ vậy hả? Công nhận chè ngon thiệt. Thôi không cho, thôi tao về à. Ôi ba anh Sáu nè. Ngáo nó có chè ngon quá ta. Mình phải nghĩ cách gì để mình thấy của nó mình ăn mới được. À, có. Cháu ơi. Ủa, anh Sáu làm gì vậy? Sao anh Sáu đem bong bóng tùm lum qua vậy? Cháu ơi, bây giờ mình thi chơi trò thổi bong bóng đi. Nếu tao thắng, tao sẽ ăn cái bịch chè của mày. Ủa mà em thắng em có được gì không anh Sáu? Thì tao sẽ đưa mày 100.000. Hả? 100.000? 100.000 một bịch chỉ có 5.000. Là mình có thể mua được mấy chục bình luôn. Thôi chơi anh Sáu. Chơi anh Sáu rồi. Hết chưa mày lại. Gọi chơi nha. Rồi. Cái luật chơi là như thế này. Mỗi người thổi 3 bong bóng. Ai thổi nhanh nhất, người đó chiến thắng. Vậy là em thắng chắc rồi. Em chuyên gia chăn bò mà. Chăn bò mà liên quan gì tới thổi đâu đây mày? Anh Sáu không biết gì hết trơn á. Em mà rống là một cái hang là mấy con bò nó chạy vô chung mấy cho em á. Trời ghê vậy hả? Chứ sao? Rồi chơi liền đi anh Sáu. Rồi ok. Bây giờ mày chọn màu đi nào đi Ngáo ơi. Rồi để em chọn nghe á. Có màu hồng mà em thấy màu hồng. Màu hồng nam tính. Màu hồng hả? Màu hồng. Hết màu hồng rồi, thôi bây giờ em sẽ lấy màu vàng. Màu vàng hả? Có màu vàng rồi. Rồi vậy thôi, tao thấy màu bóng nào cũng được. Ba bái. Xanh đỏ tím. Thôi tao cũng phải xanh đỏ tím vàng đồ chứ. Xanh nè đỏ nè, vàng luôn. Rồi ok, gắt cái này đi. Rồi sao rồi, tao đếm cái 3, 1, 2, 3 hỏi nha. Rồi 1, 2, 3 hỏi. Thôi Oh no!
cái nữa. Màu á, nó xe luôn rồi, trời ơi, nó lại nữa. Trời ơi, nó tiếp tục, tiếp tục. Mày hả? Rồi, mày xong rồi, ngắm hả? Ô, anh sáng xong rồi hả? Trời ơi, em mới gọi được có hai cái à. Tao xong ba cái trước mày rồi, giờ mày thua thôi, mày đưa tao mình trẻ đi. Mà trẻ không dám ăn bây giờ. Qua trên sáu luôn rồi. Thôi bây giờ mình đuổi tới bịch chè đi. Rồi bây giờ mày, thôi mày có chén không, cho tao mượn chén ăn luôn coi. Đã đưa bịch chè mấy cái chén luôn. Không, thôi lẹ đi, tao ăn rồi, giờ về chợ mua tới rồi. Mày trên nè. Thôi thôi Ngắm ơi, tao nói dở mày thôi, cái này có hai cái bịch chè này. Giờ tao ăn riêng mày đi, cái ai nổi ăn hết của mày. Cảm ơn cháu nhiều nha. Chén đi, lấy chén đi. Anh em mới sẽ chia nhau chứ, ai nỡ ăn của mày. Đó, rồi, ăn đi. Ôi, chè con ngáo ngon quá. Ăn nó mát nó, tại chưa giờ em quẹt hết trời quẹt luôn á. Rồi, 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 có mát không nha. Ngáo quá, ngon. Heo cả ngon á, cái này ngon á, đặc biệt là chè tươi nữa. Ngon không? Ngon quá bà. Mua tới rồi, mua tới rồi, mua tới rồi đi. Bán sáu nha, bán sáu. Chạy 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 vô.